VinFast ra mắt xe máy điện Vento hoàn toàn mới, tốc độ tối đa 80 km/h. Ngày 16 tháng 2 năm 2022, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast chính thức công bố mẫu xe máy điện thông minh mới, VinFast Vento. Đây là mẫu xe cao cấp, kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và công nghệ thông minh, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng. Vento sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất tối đa 4.000 W và tốc độ di chuyển cao nhất đạt 80 km/h. Hệ thống pin chạy song song li-ion thế hệ mới nhất đảm bảo cho xe có thể đi được quãng đường 110 km chỉ sau một lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Đặc biệt, Vento là mẫu xe VinFast đầu tiên tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ đặt bên Saemoto thế hệ mới. Ưu điểm của động cơ đặt bên là mô men xoắn không bị tác động trực tiếp lên bánh xe, giúp tối đa khả năng vận hành. Vento cũng loại bỏ hoàn toàn ổ khóa truyền thống, thay vào đó ứng dụng công nghệ tiên tiến Phone ASCII nhằm biến việc khởi động tắt máy, mở cốp, chống trộm công nghệ cao, trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, VinFast cũng trang bị cho Vento các công nghệ thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới như quản lý hành trình, chống trộm, GPS, tìm điểm sạc, đánh giá tình trạng xe, thông qua ứng dụng VFE Scooter, công nghệ phanh ABS Continental cùng tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67 cao nhất trên thị trường, nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận hành. Không chỉ vượt trội về động cơ và công nghệ, Vento còn nổi bật bởi kiểu dáng thời trang thanh lịch và tinh tế kèm tới 7 lựa chọn màu sắc gồm trắng, đen, đỏ, vàng, cam, xanh, xanh ngọc cùng nhiều màu yên xe cho khách hàng tùy chọn. Vento có giá 56.350.000 đồng, đã có VAT, chưa bao gồm pin kèm chính sách thuê bao pin hấp dẫn. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng gói thuê bao pin linh hoạt với mức cước 199.000 đồng trên tháng, cho quãng đường tối đa là 500 km hoặc gói thuê bao pin cố định giá 350.000 đồng trên tháng, không giới hạn km. Khách hàng có thể sạc xe tại nhà. Nếu sử dụng các trạm sạc pin công cộng của VinFast, người dùng trả thêm phí điện là 2.834 đồng trên kWh, chưa bao gồm VAT, tương đương đơn giá điện bậc 5 do Bộ Công Thương công bố ngày 20 tháng 3 năm 2019. Chi phí này được thanh toán cùng với phí thuê bao pin hàng tháng. Với hình thức thuê pin linh hoạt, khách hàng sẽ không tốn chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay vào đó VinFast sẽ chịu toàn bộ rủi ro về pin trong quá trình dùng xe của khách hàng. Sau gần 3 năm ra mắt thị trường, VinFast đã phát triển được 8 mẫu xe máy điện và mở rộng hơn 270 showroom đại lý, 233 xưởng dịch vụ và hệ thống trạm sạc ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nhằm đảm bảo sự tiện lợi cho khách hàng. Theo kế hoạch, VinFast đã thực hiện lắp đặt 40.000 cổng sạc xe máy điện và ô tô, trong năm 2022 sẽ hoàn thành 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Bên cạnh chính sách hậu mãi vượt trội như bảo hành 3 năm, VinFast còn triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, Mobi Service. Khách hàng có thể đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng lưu động với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn dịch vụ của VinFast, đảm bảo trải nghiệm tối ưu trong quá trình sử dụng.